Phương pháp giảm mỡ nội tạng trong vòng 1 tháng. Mỡ nội tạng là gì? Mối nguy hại mỡ nội tạng gây ra cho cơ thể. Những người dễ có mỡ nội tạng nhiều. 5 cách đơn giản để giảm mỡ nội tạng. 1. Tập luyện thể dục thể thao điều độ và thường xuyên. 2. Cắt giảm lượng đường và tinh bột. 3. Luôn vui vẻ, tránh tình trạng stress. 4. Thêm đồ chua vào chế độ ăn. 5. Ngủ đủ giấc và đúng giờ. Lâu nay mọi người vẫn nghĩ rằng chỉ những người thừa cân béo phì mới có mỡ nội tạng. Sự thật thì điều đó hoàn toàn sai lầm, vì cả người gầy cũng có nguy cơ sở hữu thứ mỡ nguy hiểm này. Vậy mỡ nội tạng là gì? Mỡ nội tạng là chất béo tích tụ trong cơ thể của chúng ta, nhưng bạn không thể sờ nắng như lớp mỡ dưới da được, bởi vì loại mỡ này nằm bao quanh các cơ quan nội tạng của cơ thể như tim, gan, tụy, thận, ruột. Mối nguy hại mỡ nội tạng gây ra cho cơ thể như thế nào? Mỡ nội tạng khiến nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim tăng cao. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, mỡ nội tạng còn ảnh hưởng đến cảm xúc, làm tăng hormone stress, cortisol và giảm lượng endorphin, loại hormone giúp con người vui vẻ. Những người dễ có mỡ nội tạng nhiều. Do khác biệt thể trạng, giới tính, lối sống, nữ giới thường có xu hướng tích mỡ dưới da nhiều hơn, còn nam giới thì lại có xu hướng tích trữ mỡ nội tạng. Những người thừa cân béo phì thường có mức mỡ nội tạng cao hơn người gầy. Tuy nhiên, vẫn có những người dù chỉ số khối cơ thể BMI ở mức cho phép, nhưng có vòng eo lớn cũng là đối tượng có nguy cơ lượng mỡ dưới da và mỡ nội tạng tích tụ nhiều. 5 cách đơn giản để giảm mỡ nội tạng. 1. Tập luyện thể dục, thể thao, điều độ và thường xuyên. Bạn nên chọn lựa một hoặc hai bài tập vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe và độ tuổi của mình. Chúng ta có thể lựa chọn các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều đối tượng mà lại mang đến hiệu quả cao như đạp xe, đi bộ, yoga hoặc là bơi lội. Trong vận động giảm cân, thường ở 20 đến 30 phút đầu, năng lượng được tạo ra từ thực phẩm mà cơ thể hấp thụ, sau đó thì mới đến mỡ sẽ được tiêu hao. Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên người giảm cân nên tập từ 30 phút trở lên. Vì vậy, bạn nên luyện tập các bài tập nhẹ nhàng trên 30 phút để đốt cháy lượng mỡ dự trữ trong cơ thể. 2. Cắt giảm lượng đường và tinh bột. Các nghiên cứu đã nêu ra một trong những thủ phạm lớn nhất tạo thành lớp chất béo nội tạng là đồ ngọt, thức uống có đường và thực phẩm làm từ bột mì tinh chế. Vì vậy, bạn hãy hạn chế những thực phẩm này để giúp giảm lượng mỡ nội tạng đang tồn tại trong cơ thể. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình, các bạn hãy cần bổ sung nhiều protein. Đây là chất thiết yếu giúp cơ thể bạn hạn chế được việc tích tụ mỡ thừa và giúp cơ thể chống lại được sự đề kháng insulin, chất thúc đẩy trữ chất béo, đặc biệt là các vùng quanh bụng. 3.
luôn vui vẻ, tránh tình trạng stress. Bạn không nên để tâm trạng căng thẳng, nó có thể làm cho bạn ăn nhiều và hormone cortisol sẽ thúc đẩy chất béo bụng. Hơn nữa, khi bạn đang tâm trạng không vui, thường chế độ ăn sẽ không lành mạnh. 4. Thêm đồ chua vào chế độ ăn. Một nghiên cứu của đất nước Mặt Trời Mọc năm 2009 đã chỉ ra rằng những người béo phì tiêu thụ từ 1 đến 2 muỗng canh giấm đều đặn hằng ngày trong vòng 8 tuần sẽ giảm đáng kể lượng mỡ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là lượng mỡ nội tạng. Nguyên nhân được xác định là do các axit acetic trong giấm đã sản xuất ra protein giúp đốt cháy chất béo, từ đó giảm lượng chất béo cơ thể tích tụ. Ngủ đủ giấc và đúng giờ. Nghiên cứu từ Đại học Brigham Young gần đây đã chỉ ra rằng những người phụ nữ có lịch ngủ và thức đều đặn khoa học sẽ ít có nguy cơ tích mỡ nội tạng hơn. Thói quen ăn ngủ không điều độ, thường thức khuya sẽ gây ra rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, khiến cơ thể tiết ra kích thích tố cortisol làm tăng tích lũy chất béo. Mỡ nội tạng là loại mỡ dễ hình thành, nhưng mỡ cũng dễ loại bỏ khỏi cơ thể. Vì vậy, để cơ thể không tích tụ nhiều mỡ nội tạng, các bạn hãy tạo cho mình một cuộc sống luôn vui vẻ, điều độ, chăm vận động, lựa chọn các loại thực phẩm lành mạnh.